Dẫn Kinh Lương Hoàng Sám trang 68. Thấy người khác làm phước, hãy tận tình khuyến khích, chắp tay kính trọng sáng suốt mà làm tiến triển cho công đức của họ, không được manh tâm trở ngại làm cho họ thoái chí. Nếu chí họ không thoái vẫn bước tới như thường thì họ không mất gì mà mình tự hại không ít, vô cớ thị phi ít gì cho mình. Với điều thiện ai không trở ngại thì người đó đáng ca tụng là bậc vĩ nhân, có sức mạnh hợp với đạo pháp. Đời này trở ngại điều thiện thì đời sau làm sao thông suốt tuệ giác của Phật Đà. Theo lẽ mà xét thì thấy tai hại thật nặng, trở ngại điều thiện của người tội thật không nhỏ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.